không còn được cập nhật phần mềm bảo mật. Nếu vẫn đang còn sử dụng Windows 7, đã đến lúc bạn nhận ra rằng nó không còn được an toàn cho dù bạn là game thủ, người tạo nội dung hay người dùng thông thường. Sau ngày 14 tháng 1 tới, các máy tính cá nhân, PC, chạy Windows 7 vẫn hoạt động nhưng Microsoft sẽ không còn hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật phần mềm hay cập nhật bảo mật nữa. Thông báo bắt đầu xuất hiện vào ngày hôm sau, sẽ thúc giục người dùng Windows 7 nâng cấp lên Windows 10, thậm chí còn khuyên khách hàng mua PC mới, theo market Share. Tính đến tháng 11 năm 2019, Windows 7 vẫn đang được sử dụng bởi 26,86% người dùng Windows, trong khi hệ điều hành hiện hành Windows 10 có thị phần 53,33%.